Mở âm lượng lớn nhất đi em. Trời ơi. Mẹ, này nè. Cho con xin. Giờ sắp tới sinh nhật của bạn gái rồi. Cho con xin cỡ như là 30 triệu thôi, mua chiếc xe máy cho nó được không? Vậy? 30 triệu. Vậy? Mua xe máy tặng nó đi học chứ xe nó cũ quá rồi. Mày điên không vậy? Mày có bị khùng khùng mày già đi cho tao biểu à? Bây giờ nó dễ thương lắm, bây giờ lại không có xe đi, xe nó tàn quá, bữa mày cũng thấy rồi đó. Mày đi về đi, tao nói chuyện chứ, giờ tao nói tao mắc cười quá. Mắc cười quá. Bây giờ mua xe đi, con nhẫn về, thiệt. Bây giờ mua xe cái nhẫn về liền, chở chiếc xe với bạn gái về luôn. Mày cười, mày mở bạn, tao coi coi. Giờ mày xin, giờ mày mới về. Giờ thiệt, bây giờ nha, cho 30 triệu đi, bây giờ lát. Mày nghĩ cái tiền học của mày có đủ tiền đóng rồi mà mày nghĩ sao mày cũng lộn thuốc hả? Hả? Chứ nào mày mới về? Nào có 30 triệu mới về. Tao hỏi mày chừng nào mới về rồi. Thì lại con đưa bạn gái con về rồi con về cho. Là chừng nào? Rồi, để anh xin nó hôn cái là con về. Cái gì? Tao biểu mày hỏi mày giờ xong rồi sao mày không đi về? Rồi để anh xin hôn nó cái rồi con về được không? Ôi tối hù mày coi mày coi à? Tối hù à? Ở đâu mà hả? Ở đâu mà tối hù? Tối lắm mày không thấy đâu, mở cũng vậy à. Mà ở đâu mà tối? Ở cái nơi nào cần tối nó tối thôi. Ở cái nơi nào cần tối nó tối thôi. Ở cái nơi nào cần tối nó tối thôi. Mày thấy mày giống mặt tao đập mày chưa? Bây giờ ta, bây giờ 8 giờ mấy rồi, bây giờ 10 giờ về cho mẹ lắm. Dạ. Rồi, dạ, ok, 10 giờ có mặt, 10 giờ có mặt. Nghe, ba. Rồi, dạ. Ba. Dạ, nghe rồi ạ. 10 giờ nghe chưa? Rồi. Ôi. Tao nói mày có nghe không? Rồi, dạ, nghe. Hello. Mày nói miếng kỳ không hả ba? Đi em kỳ quá. Rồi. Mày không hả? Ba. Dạ, nghe nè. Chứ mày tao nói chị mày, mày con giống mày không khùng vậy? Chứ con, mày xin, con xin mày có 30 triệu con mua xe mày cúng cho, mày chửi con khùng hoài. Mày đang giỡn, mày đang hỏi với ai vậy? Con đang nói thiệt đó. Ở đâu đi về đi lấy tiền nè con. Trời ơi, vô coi hả? Đây. Rồi, giờ liền. Về liền á, cho tao biểu nha. Rồi. Mày đi về mày bán tao đi rồi lấy tiền. Nghe không? Rồi. Nghe không? Rồi. 10 giờ á. Rồi, ok nè. Bà già có duyên dễ sợ luôn á. Đừng quá. Bây giờ mẹ bán tao đi rồi lấy 30 triệu. Già cưng quá, già nay nhiêu tuổi cưng? Dạ mẹ em nay được 44 tuổi. 44 tuổi là dạ. Sinh năm 76 á. 75. À 75. 75 đó. Chị nhà, chị hài hước lắm nha, chị lớn em tuổi đó. Cái cưng quá, bán chị được 30 triệu hả? Làm gì có giá dữ vậy chị? Nhưng mà có duyên quá. Đúng là cái tuổi này cũng có chưa có lớn lắm. Cỡ cỡ Việt Hương thôi, nếu mà Việt Hương có được mấy thằng trai cỡ đẹp trai vậy mà nó gọi điện về nó có bồ thì mình cũng phải xử lý vậy thôi. Giờ về hỏi coi tình hình con cái làm sao. Tự nhiên đâu nó gọi về nó cứ hung chóc chóc xong kêu cho 30 triệu mua chiếc xe. Đúng không ạ? Làm cha làm mẹ nào cũng lo, để đến khi tụi em làm cha làm mẹ đi rồi tụi em mới biết được là thằng trai ngon lạnh vậy. Biết đi đâu, giờ nó mê gái đâu, giờ xin tiền, thấy không? Đứa thì đòi xin mua quà sinh nhật, đứa thì đòi mua chiếc xe tặng bạn gái. Rất là cảm ơn hai bà mẹ đã không biết gì nhưng mà hợp tác trên sóng rất là vui, gọi điện. Yeah. Cảm ơn em rất nhiều. Thôi giờ vui quá, hết nói được gì luôn rồi. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.